Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Đây là cuốn video thứ ba tôi đang đứng ở cái trạm trộn bê tông Long Thạch. Vâng, sở dĩ là Long Thạch là anh Trần Văn Thạch thì là bố và con tên là Long. Hai cuốn trước chúng ta đã được xem những cái cặp xanh tán tầng, là những cặp xanh mà được đánh giá là đẹp nhất khu vực Thái Bình. Và những cái cuốn thứ hai là những cái phôi si và phôi xanh. Cuốn này chúng ta đi đến một số những cây tùng La Hán. Địa chỉ ở đây là ngay gần sát với ngã tư Gia Lễ, thành phố Thái Bình. Và đây là cây tùng La Hán đầu tiên chúng ta tiếp xúc này. Đây là cây tùng hai thân. Sau khi thoát thân thì được khoảng gần 40 cm thì tách làm hai. Còn cái cụm cái thân dưới thì dưới đế để rất là to này, nó phải đặt vanh khoảng độ 90, đến 90, đến đến 90, đường kính như 30 mà. Đấy. Và cây cũng rất già. Anh em chúng ta có cái không gian rộng mà chơi những cây tùng mà nói là tùng sổng cũng được anh ạ. Tùng sổng ấy. Thì là chơi rất hợp lý ở những cái khu vực ví dụ như là nhà hai bên nhà thờ này, xung quanh giáp của cái khu biệt thự này rất tuyệt vời, bởi vì cái chiều cao của nó là khoảng độ 4 mét, 3 mét rưỡi đến 4 mét. Số lượng thì anh Thạch có khoảng độ 30 cây tùng cái dòng lớn như chúng tôi vừa mới soi cho các bác xem. Chạy xung quanh cái khu vực mà chạm trộn bê tông đây nhá. Đấy, chiều cao chiều cây này thì còn cao hơn cây hôm nãy, cây này phải 5 mét, gốc cũng to hơn. Những cây tùng sổng như thế này thì anh có khoảng hơn chục cây thôi. Đấy, còn đâu là những cây tầm nhỏ hơn một chút, ví dụ như thế này là khoảng 30-40 cây, cứ chạy dọc xung quanh này rất nhiều nhá. Chạy mãi đằng sau cái bao quanh cái khu 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 chạm trộn này. Toàn tùng cây này tùng tùng quả tùng trái này, tùng quả này. Sướng không? Tùng nó quả, lúc tùng nó quả chơi thì hay hơn tùng hoa, nó bền cây hơn. à thế em tưởng nó như nhau. Không, hai cây giống hệt nhau nhá, thì tùng trái sẽ đắt hơn một chút. Người ta thích tùng trái hơn. Và cũng là những cây có kích thước và chiều cao khá lớn này. Đây là một cây tùng sổng tôi cũng muốn cận cảnh thêm Này cho nó các bác. 70 thôi, 70-80 đây. Vanh nhá. Rồi. Vanh khoảng 80 đúng không? Vanh thân khoảng 80 này. 75-80. Ok, nãy thì trên 80. Cây nãy là 90. Cặp này giống nhau, cái này cao như nhau. Đấy, chúng ta thấy còn kéo xa tít mãi đằng kia đấy. Riêng cái lô này của anh đã khoảng độ 15 cây rồi. Những cây tùng sổng lớn như thế này. Các bác mà có nhu cầu đến liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Anh đọc chậm số điện thoại tí nhỉ? 0888 019 xong lại 888. Vâng. 0888 019 888. Trần Văn Thạch. Rồi. Đấy. Khoảng độ 15 cây tùng sổng kích thước lớn như thế này. Các bác cứ chạy dài mãi kia. Liên hệ qua cái số điện thoại cũng chính là số Zalo luôn. Và theo chân anh Trần Văn Thạch chúng ta đến với một cây hoa giấy này. Đấy, đang có hoa đang bung lụa đây rồi. Đang bắt đầu hoa, cái này tốt ít hoa. Cái này xẻo hết đi rồi. Úi giời, thân to thế à? Cái như này Mà nhìn nhìn nó dẻo không? Nó uốn này dẻo không anh? Lắc lượn đẹp không? Cái
Cái này chắc vanh nó phải tầm 100 đấy. Đến, yeah. Thừa sức. Vanh gốc. Hơn, thậm chí còn hơn. Ừ. Đấy, một dãy đúng. Nó khoảng 40, 43, 12. Cũng ít cây hoa giấy mà có móng này đó mày. Vâng. Anh nghe đâu? Móng này nổi lu tất cả đây này, nổi u cục tất đây này. Sắc pháo đấy. Vâng, màu sắc pháo. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video thứ 3 này, vườn anh Trần Văn Thạch thì chúng ta thấy anh có một cái cặp xanh Nam Điền. Nguyên bản là từ một dáng long đã được chuyển hóa, đã phá cách thành dáng lão này. Đấy, hai cái chậu giống hệt nhau. Hai bóng dáng kích thước của cây xanh giống như nhau luôn. Để hai vị trí đây, sát nhau. Đây. Vâng, đây là cây thứ hai. Những cái bệ. Cốt cây rất là già rồi. Chuyển xanh thành dáng lão. Vâng, đây là hình ảnh của hai cây này. Tôi anh ấy để thế này thì không bao giờ lấy đối xứng được, mà chỉ lấy chéo chéo hai cái nó tựa tựa giống nhau thôi. Đấy, đấy. Cặp xanh long chuyển thành dáng lão của anh Trần Văn Thạch. Một khu vườn đặc sản chính là có một cái cặp xanh tán tầng đây, mà cách đây một năm đã trả 2,5 tỷ, anh ấy chưa ưng bán. Và cái số lượng bể đá cổ ở đây cũng là tương đối nhiều. Các bác mà muốn sưu tập những cái đồ chơi VIP thì chúng ta trở lại với vườn anh Trình Trần Văn Thạch. Đây là số điện thoại của anh Trần Văn Thạch này. 0888019888. À, số này là số Zalo đấy chứ? Vâng, đều có Zalo hết. Vâng, đó, để các bác tiện việc giao lưu nhé. Địa chỉ thì gần ngay ngã tư Gia Lễ, thành phố Thái Bình. Tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.